Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hồ Sơ X và mình là Nguyễn Nguyễn. Thì hôm nay Nguyễn sẽ quay trở lại để đọc cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Hay nói đúng hơn, đây là một cái sự kiện có thật đã từng làm chấn động ở trong lịch sử. Câu chuyện này nói về một cái bí ẩn về cái chết của chính nhà leo núi ở tại khu vực Liên Xô cũ. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của video ngày hôm nay để tìm hiểu xem là câu chuyện này nó có gì bí ẩn và tại sao nó lại là một trong những cái vụ án rất là nổi tiếng của thế giới. Và các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Câu chuyện bí ẩn cái chết của chính nhà leo núi suốt 60 năm vẫn chưa có lời giải. Sự kiện đèo Dyatlov xảy ra ở dãy núi Ural thuộc Liên Xô cũ là một trong những tai nạn leo núi xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ. Vì quá trình và kết quả của vụ việc chứa đầy những yếu tố bí ẩn, nên hàng chục năm qua, người ta vẫn muốn tìm hiểu sự thật của vụ tai nạn này. Ngoài ra, đây cũng là nguồn cảm hứng để nhiều bộ tiểu thuyết, phim ảnh ra đời. Nhưng càng có nhiều cuộc tìm kiếm đáp án, thì sự kiện này lại càng trở nên bí ẩn. Và có lẽ sẽ chẳng có ai có thể làm sáng tỏ bí ẩn này, và sự thật sẽ vĩnh viễn ẩn mình dưới lớp tuyết trắng. Cho đến ngày nay, sự kiện đèo Dyatlov vẫn là tai nạn leo núi bí ẩn và kỳ lạ nhất trong lịch sử loài người. Chuyến đi thám hiểm thiên nhiên có thể trở thành một trải nghiệm thú vị đối với những người thích đi đây đi đó, đi du lịch khám phá. Nhưng đối với nhóm leo núi của Viện Bách Khoa Euro, nay là Đại học Kỹ thuật Quốc gia Euro, thì đó là hành trình một đi không trở lại. Năm 1959, câu lạc bộ leo núi trượt tuyết của Học viện Công nghệ Euro đã tổ chức một cuộc leo núi đầy gay cứng, có tổng cộng 10 người đến tham gia. Hơn một nửa trong số họ là sinh viên của Học viện Công nghệ Euro, số còn lại là nhân viên làm việc trong viện. Thủ lĩnh của nhóm leo núi là Igor Dailov, 23 tuổi, sau này tên của anh được đặt tên cho con đèo nơi 9 người thiệt mạng. Là một thanh niên sôi nổi, nhiệt thành, đang theo học khoa kỹ thuật vô tiếng tại Đại học Công nghệ Euro. Anh là một vận động viên leo núi nghiệp dư. Anh có một niềm đam mê gần như điên cuồng với các môn thể thao ngoài trời. Chỉ trong vòng vài năm, anh chàng này đã leo qua rất nhiều ngọn núi tuyết ở Liên Xô và đạt chứng chỉ leo núi cấp quốc gia cấp độ 2. Và mục tiêu lần này của Igor Dyatlov là lấy chứng chỉ cấp 3, cấp độ cao nhất của những người leo núi vào thời điểm bấy giờ. Anh tổ chức chuyến đi cho những người có sở thích leo núi mạo hiểm, với mục đích tạo ra môi trường thực tế huấn luyện thể chất, để các thành viên chuẩn bị tinh thần cho những chuyến đi khó khăn, vất vả hơn sau này. Cung đường leo núi kéo dài 14 ngày và điểm đến là ngọn núi Ototen ở vùng North Ural Mountains. Trước chuyến đi này, Dyatlov đã khảo sát chi tiết các ngọn núi trong khu vực. Núi Ural là dãy núi chạy qua biên giới Liên Xô. Dù không nổi tiếng như dãy Alps hay Himalayas, nhưng nó vẫn là thánh địa trong lòng những tay leo núi nghiệp dư của Liên Xô. Ngọn núi này được coi là ngọn núi của ma quỷ. Cái tên Ototen xuất phát từ tiếng bản địa Mansi, có nghĩa là đừng đến đó. Nhưng đối với chàng trai trẻ và tràn đầy năng lượng Dyatlov sắp bước sang tuổi 23, thì đó là một cuộc phiêu lưu đầy thử thách. Hơn nữa, các thành viên trong nhóm đều là những người có kinh nghiệm dày dặn và họ đều có mục tiêu đoạt được giấy chứng chỉ cấp 3 để trở thành những người leo núi sở hữu cấp cao nhất. Như thường lệ, các thành viên trong đoàn mang theo đủ thiết bị, máy ảnh, bản đồ và nhật ký. Không ai trong số họ nhận ra rằng đây sẽ là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời của họ. Ngày 23 tây tháng 1 năm 1959, một đội 10 người do Igor Dyatlov dẫn đầu đã thu dọn hành lý vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Đa số họ là những thanh niên trẻ khỏe, người trẻ nhất mới 21 tuổi, còn người lớn tuổi nhất thì cũng chỉ mới 38. Vào ngày 25 tây tháng 1, đoàn leo núi đi tàu đến thị trấn Ivdo. Sau đó họ đã đi nhờ trên một chiếc xe chở cỏ khô của một ông lão người địa phương để đến Serov, một ngôi làng gần đèo và cũng được coi là điểm xuất phát đầu tiên của hành trình. Vào ngày 27 tây tháng 1, sau 2 ngày nghỉ ngơi và thích nghi với thời tiết ở đây,
đoàn leo núi chính thức bắt đầu chuyến đi của mình. Đêm đó, họ tạm thời ngủ trong một ngôi làng bỏ hoang. Sau một đêm nghỉ ngơi, một thành viên của đội, Yuri Yudin, người có tiền sử bệnh tim, đã cảm thấy sức khỏe không được ổn định và quyết định bỏ cuộc. Nên lúc này cả đội chỉ còn lại 9 người. Ôm tạm biệt những người đồng đội, Yudin nhìn họ dần rời xa với ánh mắt ganh tị, mà không hề biết rằng mình đã may mắn biết bao khi là người duy nhất trong đội không bỏ mạng trên vùng núi lạnh giá. Những năm tháng sau trong cuộc đời của Yudin luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ không thể khám phá ra loại năng lực gì đã cướp mất mạng sống của những người bạn của mình. Hai ngày sau, chính nhà leo núi trẻ bao gồm hướng dẫn viên leo núi và các sinh viên, các kỹ sư theo chân của đội trưởng Igor Zaylov tiến lên điểm dừng chân đầu tiên trong chặng đường vượt núi Gora Ototan. Hành trình định mệnh bắt đầu vào tối ngày 28 tây tháng 1 năm 1959, nhưng không một ai hoàn thành được đích đến và cũng không một ai sống sót trở về. Trước khi khởi hành, Igor Zaylov đã thỏa thuận với câu lạc bộ leo núi của trường rằng khi đội hoàn thành chuyến leo núi, anh ta sẽ gửi một bức điện tín để thông báo với mọi người. Theo ước tính ban đầu, đội leo núi sẽ hoàn thành hành trình muộn nhất vào ngày 12 tây tháng 2. Và ngay khi cả Yudin rời đội để quay về, anh cũng nói rằng sẽ gửi cho Yudin một bức điện tín tương tự và sẽ trở về để thăm anh ta. Theo như ghi chép trong nhật ký của một thành viên trong đoàn leo núi, Zaylov nói rằng nếu chuyến leo núi lần này suôn sẻ, anh sẽ dẫn mọi người đi theo một con đường hoàn toàn mới. Những dự đoán lạc quan này khiến mọi người đánh giá thấp sự nguy hiểm của hành trình. Hai ngày tiếp theo, đoàn tiến hành theo kế hoạch đã đặt trước. Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngay cả trong màn đêm lạnh giá. Cho đến ngày 31 tây tháng 1, đoàn đi đến một bờ vực cao, lên trên có một ngọn núi dốc hơn và những cánh rừng thưa dần. Cho nên cả đội quyết định dựng trại dưới chân núi và cất tạm những vật dụng không còn dùng nữa tại đây. Ngày hôm sau, 9 người tiếp tục hành trang hướng đến điểm đến cuối cùng của chuyến đi. Nhưng ngay lúc này, họ vẫn đánh giá thấp sức mạnh tiềm ẩn của những ngọn núi. Nhật ký của một thành viên trong đoàn có ghi lại: đó là một ngày rất vất vả. Mọi người chỉ có thể di chuyển với tốc độ khoảng 1,5 km mỗi giờ. Trời gần tối, chúng tôi cố gắng để di chuyển tới bìa rừng, dựng lều một cách vội vàng, rồi ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Vào ngày 1 tây tháng 2, họ khởi hành rất muộn, có lẽ vì họ đã quá mệt vào ngày hôm trước. Hôm đó, họ chỉ đi chưa đầy 4 cây số, đến khoảng 5 giờ chiều, họ chọn một con dốc để hạ trại. Khoảng 6 hoặc 7 giờ tối, các thành viên trong nhóm ăn tối cùng nhau. Trong đó đã có một sự cố xảy ra, và sau đó một hoặc hai thành viên trong đội rời lều để đi tiểu bên ngoài. Và tới đây, nhật ký của người thành viên kia cũng kết thúc. Ngày 12 tây tháng 2, thời gian đã thỏa thuận đã đến. Trường học vẫn chưa nhận được điện báo của đoàn leo núi, nhưng cho rằng có thể thời tiết xấu đã khiến đoàn leo núi bị chậm kế hoạch mấy ngày. Và đây cũng là điều hết sức bình thường vào mùa đông. Cho đến tận ngày 16 tây tháng 2, vẫn chưa có tin tức gì từ đội leo núi. Lúc này, người nhà của các thành viên trong đội mới bắt đầu liên lạc với nhà trường. Ngày 20 tháng 2, vẫn không có tin tức gì về đoàn leo núi. Người nhà của đoàn đã lo lắng và hối thúc nhà trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Cùng ngày, nhà trường đã cử chủ nhiệm câu lạc bộ dẫn đầu đội tìm kiếm cứu nạn tinh nhuệ ra quân tìm kiếm. Sau vài ngày tìm kiếm không có kết quả, quân đội và chính quyền vào cuộc, máy bay quân sự và trực thăng được điều động đến vùng núi hẻo lánh tìm kiếm trên diện rộng. Với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm liên tục, con số tìm kiếm cứu nạn thậm chí còn vượt quá 2.000 người. Chính phủ cũng đã điều động trực thăng và máy bay trinh sát tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Mãi đến ngày 25 tây tháng 2, một viên phi công phát hiện điều bất thường trên sườn núi phía dưới, hé lộ những tin tức đầu tiên của vụ án 9 người mất tích. Ngay ngày hôm sau, một đơn vị tìm kiếm
trong đó có sinh viên trường bách khoa Mikhail Saravin, bắt đầu tìm đường lên sườn núi phía đông Kolasiyak, cao 1.097m so với mực nước biển, cách đỉnh Ototan 5km. Ngọn núi này là nơi sinh sống của tộc người Mansi, có tên gọi địa phương là Kolasiyak, mang nghĩa là ngọn núi chết chóc. Khi đến được vị trí phát hiện vật bất thường, đội cứu hộ tìm thấy một chiếc lều bị phá nát hoàn toàn. Xung quanh là những dấu chân hoảng loạn ít nhất 8 người đang cố gắng thoát khỏi căn lều. Bản báo cáo của Saravin miêu tả cảnh tượng. Chúng tôi phát hiện một chiếc lều rách toạc, một nửa bị tuyết phủ kín. Bên trong không có gì ngoài đồ đạc và giày của nhóm leo núi. Những vết chân còn sót lại quanh lều được xác định là của các nạn nhân chưa kịp đi giày, chỉ dùng chân trần hoặc đeo tất dẫm lên tuyết mà chạy trốn. Có hai người đã chạy men theo sườn núi xuống rừng rậm phía dưới, nhưng sau đó, đội cứu hộ cũng mất dấu vết tìm kiếm khi tuyết phủ kín mặt đất cách khu vực lều trại gần 500 mét. Dựa trên các manh mối đó, đội tìm kiếm và cứu hộ xác định điểm đến của họ là một khu rừng ở phía bên kia sườn núi. Vì vậy, họ bắt đầu một cuộc tìm kiếm trên khu rừng này. Nỗ lực kiên trì tìm kiếm đến cùng, Saravin tìm thấy dấu vết tàn tro, dụng cụ đánh lửa và thi thể đông cứng của hai thành viên, Doroshenko và Krivonitchenko. Đau thương hơn, họ chết trong tư thế lõa thể, chỉ vỏn vẹn có chiếc quần lót trên người. Xung quanh bọn họ ngổn ngang vài mảnh vỏ cây tùng. Phân tích sau này của tổ pháp y khẳng định những mảnh da trên thân cây tùng bên cạnh là của hai nạn nhân. Rõ ràng, bọn họ vì một nỗi sợ kinh hoàng nào đó, cố gắng trèo lên cây trốn thoát, nhưng không thành. Tại thời điểm đó, đội cứu hộ tin rằng có thể xuất hiện một con quái vật đã làm những người trong nhóm leo núi hoảng sợ, đến mức không kịp mặc quần áo, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt chạy ra ngoài và bất lực bấu víu vào cây, làm rách da thịt nhằm tìm cho mình một chỗ trú ẩn an toàn. Nhưng điểm kỳ lạ ở chỗ không hề có dấu vết bất kỳ sinh vật nào đuổi theo. Và thật sự, nạn nhân có còn thời gian đốt lửa sưởi ấm, cũng như thi thể vẫn còn nguyên vẹn, không có thương tích nặng, lại khiến cho các nhà điều tra đau đầu khó hiểu. Không lâu sau khi tìm ra thi thể của Doroshenko và Krivonitchenko, đơn vị tìm kiếm phát hiện tiếp thi thể của trội trưởng Dalov, cách đó gần 280m. Dalov chết trong trạng thái nằm ngửa, một tay nắm chặt một cành bạch dương, trong khi tay còn lại bị co cứng và đóng băng, đặt ở tư thế bảo vệ đầu, trước một thế lực tấn công không tên. Lần lượt nhóm cứu hộ phát hiện ra các thi thể tiếp theo. Bị chôn nửa người trong tuyết, cách lều trại không xa là thi thể của Rustam Slobodin, gục mặt xuống mặt đất. Hộp sọ của Slobodin đã chịu tổn thương khi có một áp lực gây ra vết nứt dài gần 20cm. Xong, chuyên gia y tế sau đó khẳng định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Slobodin là do bị hạ thân nhiệt, chứ không phải do chấn thương. Zinaida Kamogorov được phát hiện ở vị trí xa nhất so với chỗ cắm trại. Có vết máu xuất hiện xung quanh thi thể của cô, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có kết luận vết máu đó có phải là của Zinaida hay không. Các nhân viên cứu hộ cũng không hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh viên này, khi không phát hiện ra bất kỳ dấu vết vật lộn hay chống cự. Leo núi luôn tiềm ẩn những rủi ro và thử thách. Đây cũng chính là phần hấp dẫn của môn thể thao này. Vượt qua bao gian nan thử thách để đến được đỉnh núi, cảm giác thỏa mãn khó tả là điều không thể thay đổi trong lòng của mỗi người đam mê leo núi. Chính vì lẽ đó mà dù có gặp tai nạn kiểu này hay kiểu khác, con người ta vẫn không lùi bước. Đây là một câu chuyện buồn. Tổng thành viên của đoàn leo núi là 9 người, nhưng tới thời điểm đó, đội cứu hộ chỉ mới phát hiện được 5 thi thể nạn nhân, và nếu không tìm thấy 4 người còn lại, thì có lẽ đây chỉ là một vụ tai nạn kinh hoàng. Nhưng chính 4 nạn nhân cuối cùng sau khi được phát hiện đã khiến sự kiện đèo Dalov trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp trong lịch sử nhân loại. Với việc xác định nguyên nhân tử vong của 5 nạn nhân đầu tiên, công tác tìm kiếm cứu nạn tạm thời đi vào hồi kết. Đội tìm kiếm cứu nạn quyết định tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại sau khi thời tiết ấm dần lên. Sự tập trung của mọi người đã dần thay đổi từ việc tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn sang thương tiếc những người trẻ tuổi này. Và ngay cả người nhà của 4 nạn nhân vẫn chưa tìm thấy thi thể.
Lúc này, có lẽ họ cũng không còn hy vọng gì nữa, mà chỉ mong tìm được hài cốt của người thân càng sớm càng tốt, để họ được yên nghỉ. 2 tháng sau vụ tai nạn, khi tuyết dần tan, đội tìm kiếm cứu nạn đã phải mất cả tháng trời mới tìm thấy 4 thi thể cách cây tuyết tùng 75 mét. Ban đầu, đội cứu hộ tìm thấy một chiếc quần thể thao cô tông màu đen và một chiếc áo len màu nâu nhạt gần cây tuyết tùng. Họ tin rằng những nạn nhân còn lại có thể ở gần khu vực này. Sau khi đào sâu 3,5 mét, đội cứu hộ đã tìm thấy một đống quần áo và một số cành cây bị cắt. Theo điều tra của đội tìm kiếm cứu hộ, những bộ quần áo này thuộc về 2 nạn nhân đầu tiên chết cóng dưới gốc cây tuyết tùng. Sau đó, tại một con lạch cách hố tuyết khoảng 20 mét, các nhà điều tra đã cảm nhận được các thi thể bị chôn vùi dưới lớp tuyết thông qua các thiết bị tìm kiếm cứu nạn. Và cuối cùng, đội tìm kiếm cứu nạn đã khai quật được thi thể của 4 nạn nhân cuối cùng cách hố tuyết 4 mét. 4 nạn nhân lần lượt là Lyudmila, 21 tuổi, giới tính nữ, Alexander, 25 tuổi, Nikolai, 24 tuổi và Semyon, 38 tuổi. Căn cứ và bề ngoài của thi thể, có thể phán đoán 4 người này không bị chấn thương gì. Từ đánh giá sơ bộ có thể suy ra nguyên nhân tử vong cũng giống như 5 người trước. Dựa vào vị trí của hố tuyết, có thể phỏng đoán rằng 4 người họ đang trốn và hướng về phía chân núi, và sau đó họ vô tình rơi xuống khe núi cạnh con lạch và họ chết hoặc chết cóng trong khi tiếp tục đi xuống. Hơn nữa, dựa vào quần áo của họ, người ta thậm chí có thể suy ra thứ tự chết của cả đội. Lyudmila mặc một chiếc áo len màu nâu của Yuri, bị chết cóng dưới gốc cây tuyết tùng. Có thể suy đoán rằng sau cái chết của 2 thành viên đầu tiên thì đoàn leo núi được tách ra thành 2 nhóm nhỏ, một nhóm chạy về hướng liều, trong khi nhóm còn lại thì cố gắng đi về phía chân núi để cầu cứu những người dân tại đó. Nhưng không may, cả 2 nhóm đều không thể sống sót trong cái giá lạnh khắc nghiệt. Tuy nhiên, sau khi đưa 4 thi thể về bệnh viện và khám nghiệm tử thi, những sự rùng rợn và kỳ dị bắt đầu hiển hiện, khiến mọi phân tích và lý giải trước đó về vụ tai nạn đều trở nên vô nghĩa. Cái chết của họ hoàn toàn không giống như 5 nạn nhân đầu tiên, đồng thời có những điểm rất bất thường tồn tại trong thi thể của 4 nạn nhân. Điểm thứ nhất, không ai trong số 4 người này chết vì đóng băng, họ đều chết vì vết thương chí mạng. Điểm thứ hai, toàn bộ xương sườn của Lyudmila và Semyon bị gãy, xương gãy chèn vào tim và phổi. Một vết thương nghiêm trọng như vậy tương đương với một vụ va chạm trực diện với một chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ 80 km/h. Điểm thứ ba, hộp sọ của Nikolai bị vỡ hoàn toàn và biến dạng nghiêm trọng. Điểm thứ tư, cổ của Alexander bị gãy. Điểm thứ năm, những vết thương như vậy có thể lý giải bằng lý do họ đã bị ngã và va đập mạnh hoặc chịu tác động của một trận tuyết lở. Nhưng hốc mặt và mô mềm ở sống mũi, môi là lưỡi của Lyudmila đã bị mất. Trong khi đó, Semyon thì bị mất 2 nhãn cầu và những phần còn thiếu này vẫn chưa được tìm thấy. Điểm thứ 6, các thành viên trong nhóm này mặc nhiều quần áo hơn 5 người, nhưng điều bí ẩn hơn là quần áo của họ chứa hàm lượng phóng xạ cao. Trong đám tang tưởng nhớ các nạn nhân, gia đình của những nhà thám hiểm xấu số này còn khẳng định là màu da trên người nạn nhân đã chuyển sang màu cam bất thường, tóc đã mất đi sắc tố, biến thành màu bạc. Khi điều tra chiếc lều rách bươm tại hiện trường, các chuyên gia phân tích đều đi đến kết luận chiếc lều bị phá nát từ bên trong. Họ đưa ra giả thuyết, có lẽ bên trong lều có một sức mạnh nào đó quá mức kinh dị, nên mới khiến các nhà thám hiểm không còn suy nghĩ gì nữa mà bất chấp cào xé rách lều chạy trốn ra ngoài. Trong số các đồ đạc bị bỏ lại, nhóm điều tra tìm thấy một vài cuộn phim và một số tài liệu thuộc đoàn leo núi. Những thứ này không những không giúp làm sáng tỏ sự thật, mà còn khiến cho bí ẩn thêm khó hiểu. Bắt tay vào cuộc, điểm nghi vấn đầu tiên mà đội ngũ điều tra đặt ra là tại sao Dylove và đội của anh lại chọn dựng lều tại một sườn núi đón gió, khi còn chưa đầy 1,6 km là tới khúc cua.
vị trí khúc cua là vị trí an toàn có thể tránh thời tiết khắc nghiệt của nước Nga. Tuy nhiên, nghi vấn đó đã nhanh chóng có lời giải theo suy nghĩ của Yudin. Yudin, người không tham gia chuyến đi, giải thích rằng đội trưởng Dalov có lẽ muốn tập cắm trại ngay trên sườn núi để chuẩn bị cho những chuyến thám hiểm sau. Trong những thước phim tìm thấy tại túp lều bị phá nát, có bức ảnh cả đoàn thám hiểm vào 5 giờ chiều ngày 2 Tây tháng 2 năm 1959. Thời điểm đó, họ quyết định dựng lều ngay ở sườn núi Kholasiak, cách đích đến đầu tiên theo dự định là đỉnh Gora Ototen gần 16 km. Trong bức ảnh, trông họ đều rất khỏe mạnh và vui vẻ. Các điều tra viên tiếp tục xác định thời điểm ăn tối rơi vào khoảng 7 giờ và không lâu sau thì họ đi ngủ. Nhiệt độ buổi tối tại sườn Kholasiak lúc đó là âm 15 độ C. Không rõ lý do gì mà nhiều thành viên trong đoàn leo núi lại quyết định không mặc đồ giữ ấm khi ngủ. Dẫn đến việc khi có chuyện xấu xảy ra, họ chỉ kịp chạy ra ngoài lều mà không mặc quần áo. Nhân viên pháp y cho biết có lẽ khoảng thời gian những nạn nhân bị tấn công xảy ra từ 9:30 cho đến 11:30 tối, sau khi người này phân tích chỗ thức ăn tiêu hóa trong dạ dày của các thi thể. Các điều tra viên nghi ngờ, trong màn đêm buông xuống, các nhà thám hiểm đã phải đối mặt với nỗi sợ kinh hoàng. Các thành viên trong đội nhanh chóng xé, cắt lều để chạy ra ngoài thoát thân mà không kịp mặc thêm quần áo. Theo dấu vết của bước chân trên tuyết xung quanh lều, cả đội đều tỏa ra nhiều hướng khác nhau, nhưng họ đều cố gắng tìm đồng đội khi đã xuống núi cách xa chỗ lều trại gần 300 mét. Báo cáo điều tra cho rằng, khi Doroshenko và Krivonitschenko tìm thấy nhau, họ nghĩ sẽ nhường quần áo của mình cho đồng đội. Nhưng thực tế, bản thân trên người họ lại mang quá ít quần áo, nên họ quyết định nhóm lửa giữ ấm, thay vì quay trở lại lều lấy đồ. Các nhân viên tình báo cũng bắt đầu nghi ngờ động cơ trèo lên cây của hai người. Bên cạnh giả thuyết, do quá hoảng sợ một thứ gì đó nên muốn tìm chỗ trú ẩn trên cây. Có thể Doroshenko và Krivonitschenko muốn trèo lên vị trí cao hơn để có thể quan sát được chỗ lều trại. Tuy nhiên, nỗ lực trèo lên cây bất thành khi họ bị chết cóng. Khi đó, Zinaida, Slobodin và Zalov dường như đủ dũng cảm để quay trở lại lều. Nhưng cả ba cũng không hoàn thành được mục đích của mình, do đêm mùa đông tại môi trường hoang dã đã vượt quá sức chịu đựng của họ. Cơ thể dần dần mất nhiệt với tốc độ nhanh chóng và khiến họ phải bỏ mạng và chết cóng dưới gốc cây. Mất đi thủ lĩnh có thể dẫn dắt mọi người. Các nhà điều tra tin rằng bốn người còn lại, Lyudmila, Alexander, Nikolai và Semyon, quyết định tiến đến gần khu rừng gần đó, hy vọng sẽ tìm được chỗ trú ẩn. Tuy nhiên, cả bốn lại tiếp tục chết một cách đau thương với những vết gãy xương bên trong mà không tìm ra nguyên nhân gây thương tích. Thành viên cuối cùng được xác định thiệt mạng sau 8 tiếng xảy ra sự kiện đầu tiên. Sau khi hoàn thành mốc thời gian mô tả lại quá trình xảy ra thảm kịch, trong đầu của đội điều tra hiển hiện lại hai câu hỏi lớn. Một là, thế lực bí ẩn xuất hiện trong lều là gì mà khiến cả đội leo núi hoảng sợ bỏ chạy? Hai là nguyên nhân dẫn đến những vết thương chết người của bốn thành viên cuối cùng. Nhưng đã 60 năm kể từ khi sự kiện The Dialog xảy ra, vẫn chưa có lời giải thích nào có thể thuyết phục được hầu hết mọi người. Các nhà điều tra Nga không biết phải làm gì với tất cả những điều họ đang chứng kiến và kết thúc cuộc điều tra. Thứ nhất, do vụ việc diễn ra trên núi tuyết là khu vực không có người ở và thi thể của tất cả những nạn nhân được tìm thấy quá muộn. Bởi vậy, vụ việc không chỉ thiếu nhân chứng chủ chốt mà còn không xác định được dấu vết tại hiện trường. Thứ hai, các bằng chứng của sự kiện này dường như còn thiếu và quá mơ hồ. Bởi vậy, việc tái tạo lại chuỗi sự kiện gặp rất nhiều khó khăn. Kho lưu trữ chính thức những thông tin và manh mối của vụ án này có thể đã chôn vùi và sự thật có thể cũng đã biến mất cùng với sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Chính sự bất lực này đã thúc đẩy hàng loạt các thuyết âm mưu từ công chúng, từ thử nghiệm hạt nhân cho đến sự hiện diện của người ngoài hành tinh và các sinh vật huyền bí. Giả thiết đầu tiên, bị người Mansi tấn công. Giả thiết đầu tiên cho vụ án 9 người chết thảm trên sườn núi Kholasiak là do họ đã phạm sai lầm khi đi vào vùng đất cấm địa của thổ dân Mansi.
Sau khi theo dõi liều trại của đoàn leo núi dựng, đến đêm, tộc người này đã tấn công toàn đội leo núi, đánh đuổi họ chạy xuống chân núi. Sau khi nhìn thấy Doroshenko và Krivonitschenko chết cống, người Mansi bắt đầu tìm kiếm những người còn lại. Hộp sọ của Slobodin có thể bị đánh bằng bán của khẩu súng săn hay một vật nặng nào đó. Tiếng thét của Lyudmila có thể khiến những người tộc Mansi cảm thấy khó chịu và họ đẩy cô xuống dưới đất, làm gãy xương sườn bằng đầu gối và cắt lưỡi của nạn nhân. Trước tin đồn lan nhanh một cách chóng mặt, các nhà điều tra quân đội đã ngay lập tức bác bỏ. Họ cho rằng vết thương trên người các nạn nhân không thể do sức con người tạo ra. Theo bác sĩ Boris, lực có thể gây ra những vết thương như thế rất lớn, có thể so sánh với lực gây ra trong một vụ đâm ô tô. Bên cạnh đó, giả thiết nói người Mansi có súng, nhưng điều tra viên không thấy có vết nào cho thấy có nổ súng trong vụ tấn công. Hiện trường không hề có thêm bất kỳ vết chân người nào ngoài dấu vết của chính nạn nhân. Giả thiết thứ hai, bị người ngoài hành tinh tấn công. Giống như mọi bí ẩn liên quan đến một nhóm người mất tích không dấu vết hay những cái chết bất thường trong thế kỷ 20, bao giờ cũng có giả thiết về người ngoài hành tinh. Theo như những báo cáo thu thập được, trưởng ban điều tra vụ án, ông Ivanov cho biết có một nhóm nhà leo núi nhận định sinh vật ngoài trái đất là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đèo Zaylov. Theo nhóm thám hiểm dựng liều trại tại vị trí cách sườn núi Khalasayat gần 52 cây số về phía nam, vào cũng đúng buổi tối định mệnh đó, họ khẳng định đã nhìn thấy nhiều hình cầu da cam lạ lùng xuất hiện trên bầu trời phía bắc. Đáng chú ý là trong một tháng rưỡi sau đó, những người dân ở trong khu vực cũng báo cáo hiện tượng tương tự. Bản thân ông Ivanov cũng tin rằng những quả cầu da cam phát sáng đó có liên quan đến vụ việc chính nhà thám hiểm chết một cách bất thường. Trong cuộc phỏng vấn năm 1990, ông Ivanov cho biết ông được yêu cầu khép lại vụ điều tra và xếp chúng vào một tài liệu mật. Ông cho rằng các quan chức cấp cao lo lắng những báo cáo về UFO, vật thể bay không xác định từ nhiều nhân chứng khác nhau, bao gồm cả những nhân viên quân sự và các nhà khí tượng học, sẽ dẫn đến việc dư luận có những phán đoán không cần thiết. Ông Ivanov nghi ngờ một thành viên trong đội leo núi đã vô tình thấy UFO và thông báo cho các thành viên còn lại chạy nhanh ra ngoài khi một phương tiện bay phát nổ. Có lẽ những mảnh vụn vỡ từ vụ nổ đã bay trúng đầu và làm vỡ hộp sọ của Slobodin. Bên cạnh đó, một bằng chứng khác mà nhiều nhà nghiên cứu tin rằng vụ việc có liên quan đến sự xuất hiện của người ngoài hành tinh là màu da thi thể biến đổi thành màu cam và tóc của họ chuyển bạc. Theo kết quả xét nghiệm, quần áo của các nạn nhân đều nhiễm một lượng phóng xạ. Giả thiết thứ ba, thử nghiệm vũ khí thất bại. Một trong những người tin vào giả thuyết này là thành viên ở lại Yudin. Anh cho rằng các bạn mình đã đi vào vùng quân sự bí mật của chính phủ Liên Xô và không may trở thành con mồi trong cuộc thử nghiệm vũ khí thất bại. Anh nghi ngờ chính lý do này đã khiến quân đội giấu giếm các tình tiết trong khi điều tra và không đưa ra kết luận thực sự. Theo Yudin, sau khi thu dọn chứng cứ từ hiện trường, anh được các nhà điều tra nhờ giúp xác định chủ sở hữu của các vật dụng. Và ngạc nhiên thay, trong số đó có các mảnh vải từ bộ quân phục, một cặp kính mắt và một đôi ván không phải của bất kỳ ai trong đội leo núi. Yudin cũng cho biết anh tận mắt thấy một tài liệu mật. Theo đó, cuộc điều tra bắt đầu được 2 tuần trước khi người ta tìm thấy dấu vết của liều trại. Điều này có nghĩa là quân đội đã phát hiện ra căn liều trước khi đội cứu hộ đến nơi. Tuy nhiên, giả thiết này của Yudin nhanh chóng bị bác bỏ khi đội tìm kiếm không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của bất kỳ một vụ nổ nào gần khu cắm trại Kholasiyat, cũng như không có bản báo cáo ghi nhận có cuộc phóng thử tên lửa nào trong khu vực. Giả thiết thứ tư, mẹ thiên nhiên nổi giận. Khu vực sườn núi phía tây của Kholasiyat luôn bị coi là vùng nguy hiểm khi thường xuyên xảy ra tuyết lở. Nhiều người cho rằng có lẽ trong đêm tối, các thành viên trong đoàn thám hiểm nghe thấy tiếng động, tưởng sắp xảy ra tình trạng sạt lở, nên vội vã chạy xuống chân núi trong tình trạng bán khỏa thân. Sau đó, khi phát hiện ra không phải sạt lở núi tuyết, họ mới bình tĩnh quay trở lại lều, nhưng thời tiết khắc nghiệt đã làm thân nhiệt giảm nhanh. Tuy nhiên,
có thể bác bỏ giả thiết lở tuyết vì các điều tra viên cho rằng tuyết sẽ phủ lấp hết dấu chân chứ không để lại bằng chứng quanh liều. Ngoài ra, sạt lở tuyết không gây ra những vết thương chết người cho nhiều thành viên đến như vậy. Giả thiết thứ 5, người tuyết Yeti. Người tuyết Siberia còn có tên gọi khác nữa là Yeti, là sinh vật giống vượn, được cho là sinh sống ở khu vực Himalaya thuộc Nepal, Ấn Độ, vùng núi Siberia của Nga và cả Bắc Mỹ. Có thể con quái vật đã làm cho cả đội hoảng sợ và gây ra những vết thương chí mạng. Bên cạnh đó, trên một mảnh giấy thu được từ hiện trường vụ án có ghi: từ giờ, chúng ta biết người tuyết là có thực. Đối với giả thuyết này, nhiều nhà nghiên cứu cho biết họ vẫn có thể phản bác với nhiều lý do, như không tìm thấy dấu chân to lớn nào quanh khu cắm trại. Loài sinh vật này cũng không thể chỉ chọn vài đối tượng để tấn công và bỏ mặc những người khác chết cống. Tuy nhiên, tất cả chỉ là phán đoán và vẫn còn đó những câu hỏi bí ẩn chưa được giải đáp cho sự kiện Dial Dialogue. Vậy thực sự, chuyện gì đã xảy ra với chính nhà thám hiểm xấu số? Đó là câu hỏi mà đến tận bây giờ, sau khi dành hơn nửa thế kỷ để vò đầu bứt tóc với những bằng chứng, giả thuyết, các nhà điều tra lẫn giới khoa học, quân sự vẫn chưa thể tìm ra một lời giải hợp lý. Vừa rồi Nguyễn Nguyễn vừa mới hoàn thành một cái bài cũng tương đối là dài ha, về bí ẩn cái chết của chính nhà leo núi tại khu vực đèo Zaylov thuộc Liên bang Xô Viết cũ. Thì sau khi đọc xong thì mình mới nhớ là ngày xưa mình đã có từng xem qua những cái video nói về cái sự kiện này rồi, nhưng mà nó chỉ là những cái bản tóm tắt ngắn thôi. Nhưng mà hôm nay các bạn biên tập á, bạn gửi cho mình một cái bản full mà mình thấy tương đối là dài. Thì khi mà đọc cái này thì mình cũng cảm thấy cái video này nó đúng kiểu như là tên của kênh Hồ Xuyết luôn các bạn. Nó là một cái sự kiện bí ẩn mà đến nay vẫn chưa có lời giải. Và không phải một mình sự kiện này đâu, như các bạn biết là thế giới của chúng ta rất là rộng lớn và vũ trụ ngoài kia rất là bao la, cho nên là chúng ta không thể biết là trên thế giới này có những điều gì sẽ xảy ra và ở bên ngoài cái khoảng không tối đen bao la kia có cái gì tồn tại. Bản thân mình ha, cái này chia sẻ một chút xíu là bản thân mình là một người rất là thích về những cái khoa học vũ trụ luôn, cực kỳ thích. Và có một cái câu hỏi mà mình luôn nghĩ là không biết giới hạn của vũ trụ là bao nhiêu, và ngoại trừ cái hệ mặt trời của chúng ta đang sinh sống thì ở ngoài kia có những cái người nào, có những cái một cái hệ sinh thái nào đó cũng giống như hệ mặt trời và cũng có một hành tinh nào đó có sự sống như trái đất. Chính vì những cái câu hỏi chưa có lời giải đáp như vậy mà những cái câu chuyện kỳ lạ như thế này luôn luôn có một cái sức hút rất là hấp dẫn. Và cũng như các bạn vừa nghe, đã hơn 60 năm trôi qua rồi mà vẫn không có bất kỳ một cái lời giải thích nào cho cái sự kiện ở Dial Dialogue này. Và đến đây cũng là kết thúc video của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe Nguyễn Nguyễn đọc đến giờ này. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và các bạn cũng đừng quên là mình còn có một kênh tên là Nguyễn Nguyễn, đường link mình đã để phần mô tả không. Kênh đó mình sẽ chuyên kể lại những cái câu chuyện ma có thật do các bạn khán thính giả gửi về. Và nếu như những bạn nào là người xem mới của kênh Hồ Sơ X này mà chưa biết kênh Nguyễn Nguyễn thì các bạn có thể tìm ha. Và nếu như bản thân các bạn có những cái câu chuyện hay của gia đình, của bản thân, chuyện ma có thật á ha, thì các bạn có thể gửi cho Nguyễn Nguyễn theo cái đường link email mà Nguyễn Nguyễn để ở phần bên dưới. Và trong cái phần mô tả cũng như là cái phần comment Nguyễn Nguyễn ghi ở đầu á, thì nó có cái phần Facebook của Nguyễn, có email của Nguyễn và nó có phần donate của Nguyễn nữa. Và nếu như các bạn muốn Nguyễn tìm hiểu về những cái sự kiện tâm linh nào hoặc là những cái vụ án ly kỳ có thật nào đã từng xảy ra ở trong lịch sử nhân loại thì các bạn cứ đừng ngần ngại ha, comment ở bên dưới. Các bạn biên tập của mình rất là siêu luôn, bạn có thể tìm được những cái nguồn nước ngoài và bạn dịch hoàn toàn ra tiếng Việt để Nguyễn Nguyễn có thể truyền tải đến mọi người. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.